Kênh phụ nữ và gia đình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số bao lì xì để lì xì cho ngày Tết nha. Để làm được những cái bao lì xì handmade này thì các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình cần phải có giấy A4. Thì giấy A4 ở đây thì mình sử dụng các màu tùy thích nha các bạn. Ở đây thì mình sử dụng màu đỏ, màu vàng với lại màu xanh. Tiếp theo là mình cần phải có băng keo hai mặt và kéo cọ, cọ để mình vẽ các bạn, và một cái thước. Cái thước thì các bạn nhớ là lưu ý là phải có số nha, để mình đo cho nó chính xác, với lại một cây bút chì và một ít keo, với lại là màu. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện ngay sau đây nhé. Đầu tiên là mình sẽ tạo thành những cái phong bì lì xì màu đỏ nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy A4 như thế này. Sau đó thì mình sẽ dùng thước để mình đo để xem coi cái cổ giấy là nó bao nhiêu cm. Thì ở đây là cái cổ giấy là 21 cm. Thì các bạn sẽ lấy cái phong bì mình, nó sẽ có cái chiều ngang là khoảng tầm 9 cm. Thì mình sẽ bắt như thế nào cho nó nằm ngay chính giữa nha. Ở đây thì mình sử dụng là 6-15. Và nó sẽ nằm ngay cổ giữa cổ giấy. Sau đó thì đầu trên mình vẫn thực hiện như vậy luôn, mình cũng vẫn đo như vậy. Mình sẽ dùng thước, mình sẽ kẻ một đường dọc nha các bạn. Bên đây mình cũng kẻ như vậy luôn nha. Mình sẽ chừa ở bên trên này khoảng tầm 2 cm để mình làm cái mép gấp ở bên trên nhé. Sau đó thì mình sẽ dùng thước để mình đo luôn. Thì cái khoảng cách từ ở cái đường thẳng ra bên ngoài là khoảng tầm 1 cm nha các bạn. Bên đây cũng như vậy, 1 cm. Để mình làm một cái miếng lót để lát nữa mình dán cái phong bì lại. Tiếp theo là mình sẽ cho nó cách khoảng 0.5 cm để mình tạo thành một cái đường xéo như thế này. Mình tương tự là mình sẽ làm với một đường thẳng song song với bên đây nữa nha các bạn. Để hai cái đường thẳng này một lát nữa mình cắt xong là mình sẽ tạo thành một cái mép gấp cho cái phong bì của mình để dán giữa cái mặt dưới và mặt trên nha. Giờ mình sẽ dùng kéo để cắt nó nha. Mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp hai bên cái mép này lại để mình dán cái phong bì lì xì của mình nha. Đây là cái bao lì xì mà mình đã cắt ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dán lại để tạo thành một cái bao phong bì hoàn chỉnh nha. Mình sẽ xếp cái mép gấp này nè, cái mép mà lúc nãy mình cắt xéo nè các bạn, mình xếp vào. Bên đây thì mình cũng tương tự như vậy luôn nhé. Mình sẽ xoay lại để cho nó dễ cắt. Các bạn gấp cho nó theo cái đường mà cái đường bút chì mà lúc nãy mình kẻ bên trong á. Mình gấp theo cái đường này nha. Sau đó mình dùng tay mình đè cho nó chặt lại. Tiếp theo mình cũng làm tương tự, đè chặt lại. Mình sẽ cố định cái phong bì của mình. Và bây giờ thì mình sẽ dùng băng keo hai mặt để mình dán cố định lại nhé. Bên trên mình sẽ cắt bo theo cái góc. Tương tự mấy bên đây mình cũng như vậy luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bao lì xì rồi nè các bạn. Bây giờ chỉ còn việc trang trí ở bên ngoài để cho cái bao của mình nó thêm xinh xắn hơn. Mình đã làm xong ba bao lì xì rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trang trí lên mặt của ba cái bao lì xì này.
Đây là những cái bông mà mình đã cắt sẵn rồi nè các bạn. Mình dùng cái mũi viết chì để mình làm nhụy bông nhé. Đây là bông mai. Tiếp theo là những cái lá nhỏ mình cũng đã cắt sẵn luôn. Bây giờ mình sẽ trang trí lên trên cái bao lì xì nhé. Mình sẽ dùng keo hai mặt để mình dán lên trên, hoặc không thì các bạn cũng có thể là dùng keo bình thường như thế này để mình dán lên cũng được. Mình đã làm xong với cái tấm thiệp màu đỏ rồi nè các bạn. Mình sẽ làm với hai tấm thiệp còn lại với những cái kiểu dáng và cách trang trí khác nhau nha. Với cái bao lì xì màu vàng này thì mình sẽ sử dụng cỏ với lại sơn nước để mình vẽ hoa đào với lại chữ nha các bạn. Thì để mà mình vẽ cho nó đẹp hơn thì các bạn nên dùng viết chì để mình tạo cái hình dáng trước, rồi sau đó thì mình sẽ dùng cỏ như thế này. Mình dùng cái cỏ như thế này nha các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu là chấm vào màu và mình bắt đầu trang trí lên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Với bao lì xì màu xanh này thì mình sẽ sử dụng một miếng mút cắt thành chiếc lá như thế này nè các bạn. Mình sẽ ịn lên màu nước, sau đó thì mình sẽ ịn lên trên cái bao lì xì của mình để tạo điểm nhấn nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã làm xong ba bao lì xì rồi nè các bạn. Một cái bao mình sử dụng hoa mai, còn cái này là cành đào, còn này là chiếc lá nha các bạn. Hy vọng rằng là với ba cái cách trình bày như thế này thì các bạn sẽ tạo ra cho mình những cái bao lì xì vừa độc lạ đẹp để tặng cho người thân, bạn bè hay là em út trong gia đình nhé. Chúc các bạn thành công và thực hiện được những cái bao lì xì xinh xắn này nhé. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ và Gia Đình nhé.